Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 15 tháng 2 cho biết các quốc gia thành viên đang tăng cường sản xuất đạn pháo do lo ngại tốc độ sử dụng của Ukraine nhanh hơn nhiều so với năng lực sản xuất của phương Tây. Động thái này diễn ra khi Nga tuyên bố lực lượng của họ đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ của Ukraine ở mặt trận miền Đông và Kiev xác nhận điều kiện ở đó rất khó khăn. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh sự hỗ trợ mới dành cho Ukraine và cho biết thời gian là vấn đề cốt yếu. Mọi thứ đang diễn ra, nhưng chúng ta cần tiếp tục, cần đẩy mạnh hơn nữa bởi vì nhu cầu cung cấp đạn dược cho Ukraine là rất lớn. Ngay cả trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, nhiều quốc gia NATO đã không đạt được các mục tiêu dự trữ vũ khí của Liên minh. Tốc độ chuyển giao cho Ukraine càng làm cạn kiệt kho vũ khí của phương Tây hơn nữa. Trong khi đó, kế hoạch cung cấp cho Kiev hai tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 đang được triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các quốc gia phương Tây đã cam kết cung cấp 48 xe tăng Leopard 2 cho Kiev, trong đó có một tiểu đoàn gồm 31 xe tăng Leopard 2 A4 cũ hơn mà Ba Lan đang điều phối việc chuyển giao. Ông cũng cho biết Berlin sẽ gửi 14 chiếc và Lisbon sẽ gửi 3 chiếc xe tăng Leopard 2 A6 tiên tiến hơn. Bên cạnh đó, hiện vẫn còn đủ dự trữ đạn dược dành cho các tổ hợp phòng không tự hành Shepard mà Đức viện trợ cho Ukraine sử dụng. Trước hết là về đạn dược của Shepard, theo tất cả các chuyên gia thì hoàn toàn đủ vì vẫn còn nhiều đạn, đặc biệt là khi xem xét lượng đạn đã được bắn kể từ khi xe tăng Shepard được chuyển giao. Vẫn còn số đạn bằng số lượng đã được sử dụng, vì vậy sẽ còn đủ cho giai đoạn tới, cho đến mùa hè. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã rút lui trước các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Luhansk. Các báo cáo chiến trường từ cả hai bên đều rất khó xác minh. Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp miền Nam và miền Đông Ukraine trong những tuần gần đây và được dự đoán là đang triển khai một cuộc tấn công mới. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.